Nhìn này. Bước đầu tiên là đút chốt đẩy ngang à? Lắp chốt vào đây rồi lắp lắp dây thôi, đơn giản lắm. Thế dây này làm sao mà phải thay? Đấy à? Không phải gãy mà cái dây nó hơi dày, em không thích. Khóa này thì Không, cái dây nó hơi dây dày. dây vâng. Dây của hãng nó dày cứng. Không phải đâu, cái dây đầu tiên của anh nó mềm như dây của em, mềm hơn ấy. Đấy. Đây dây anh mua lại dây khác ấy. À. Cái dây kia một lần phải thay thay lại cái dây khác, dùng một lần rồi mới mua cái dây này. Nhưng phải tuốt lại đường ống à? Vâng, rồi lỗ Rồi thì luôn. lúc thợ nó làm là nó cái keo hết rồi, cái keo thì nó ôm hết. Xong. Nó đơn giản. Giờ xong. Vâng. Rồi tháo khóa cũ ra lắp vào dây đồng mới. Cái bộ đồ nghề này mua ở đâu? Dạ, này rẻ, hôm nay em tặng anh Bộ về lắp. bộ đồ nghề này Nó chỉ cần có hai cái thôi, một cái dùi, một cái... Đó là cái vít. này. Ví dụ cái vít đúng không? Cái này để tháo khóa này. À. Còn một cái để có cái cạnh này. Được bạn. Để mình, lúc mình dồn mà mình gạt gạt đầu dây. À, cái đẩy cái chốt nó vào đúng không? Đẩy vâng, cái lệnh nó vào đây. Đẩy vào để rút rút để rút rút để cái nó bộ dây ra. ra gì. À. Đấy nó ở bên trong lòng. Vừa mua một bộ này bao tiền? Dạ. Một bộ này bao tiền? Cái này Không 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 phải, thì nên là có thể là em mua em chuyển đến, em không phải thay như các anh em ở xa ấy. À, nó Thì có một cái, nó có hai đầu, một cái đầu bẹt, một cái đầu nhỏ như này. Đấy, cái đấy thì mua thì rẻ không. Em mua ở đâu? Dạ. Mua cái này ở đâu? Mua này mua ở đâu? Ngày em tặng. À. Vâng, nếu khách cần. Tặng luôn. Nghĩa là Nhà bán anh mua nhiều lắm. nghĩa là bán dây lại tăng luôn đấy. Dạ. Này một bộ là có bốn cái này à? Dạ. Một bộ là có bốn cái này là đủ một bộ gì? Không, nó chỉ còn một, cần một cái thôi. Một cái thôi. Đây là nó có cái một cái đầu bẹt nhá. Cái này em còn dùng nhiều khi những cái Một cái khó ấy. đầu một cái đầu bẹt hai cái đầu, mới đây là một cái tua Đây. như cái đầu tròn tua vít đúng không? Một cái tua vít bẹt này. Một tua vít tròn này, à, tua vít Đây. bốn cạnh này. Một cái đầu nhọn này thôi này. Cái đầu nhọn này không cần à? Cái đấy không. Đầu nhọn nghĩa là có phải chỉ cần có ba cái này thôi gì? Hai cái này. Hai cái này thôi. Một cái nó có thể kiêm nhiều được chứ, này không cái này cũng có thể dùi được này. không nhưng mà cái này nó sẽ thành cái con ghi ra mà phải vặn con vít bốn cạnh thì phải có cái này chứ. À đúng rồi, đấy là những tay những cái kiểu dây đặc biệt ấy, nó À, cần ốc vít nghĩa là thì cần mình có ba thể bộ dùng ba đấy. ba kia là được đúng không? Vâng. Thế thì cái này chú phải Đây, cho ta một bộ xong rồi. rồi xong rồi đúng không? Vâng.